Thu Thủy mến chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện thế giới trên FBNC. Mời quý vị bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những chương trình đặc sắc hấp dẫn. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguy cơ thế giới, chứng kiến cục diện an ninh mới với sự hình thành của các khối chủ trương đối đầu và kìm hãm lẫn nhau. Theo Asia Times, quan ngại trên dần hiện hữu khi Mỹ và Trung Quốc đã mời các đồng minh tham dự các hội nghị thượng đỉnh lớn, tạo ra những tín hiệu cho thấy có lẽ bóng ma thời chiến tranh lạnh sắp quay trở lại. Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã nhóm họp với các nhà lãnh đạo G7 tại Schloss Elmau, miền nam nước Đức, để thảo luận về những mối quan tâm chiến lược chung xoay quanh hai đại kình địch Nga-Trung. Trong đó, 7 nền kinh tế hàng đầu của phương Tây đã cam kết sẽ chi tới 600 tỷ đô la cho sáng kiến đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu để đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc tại các nước đang phát triển. Trong đó, ông chủ Nhà Trắng đã nói rõ rằng sáng kiến vừa qua không phải là khoản viện trợ hay từ thiện, mà đó là một khoản đầu tư chiến lược để các quốc gia đang phát triển thấy được lợi ích cụ thể của việc hợp tác với các nền dân chủ. Cùng thông điệp trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh sáng kiến mới của G7 là minh chứng cho việc các nền dân chủ bắt tay nhau cung cấp một con đường tốt nhất, duy nhất, mang lại những điều tốt đẹp cho người dân phương Tây nói riêng và toàn thế giới nói chung. Tuy nhiên, sự tự tin của phương Tây đang vấp phải khá nhiều ngờ vực. Theo một số chuyên gia, sự sụp đổ của Liên Xô đã đánh dấu thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh, đồng thời cũng mở ra một thời điểm đơn cực, nơi mà vị trí anh cả thế giới của Mỹ không bị thách thức, với bệ đỡ là các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, hào quang ấy có lẽ không thể kéo dài quá lâu. Trên thực tế, những năm 2000 là kỷ nguyên vàng đối với các cường quốc không thuộc phương Tây. Từ năm 2000 đến năm 2005, tổng vốn đầu tư vào các thị trường mới nổi đã tăng 92%, một con số vô cùng ấn tượng khi các khoản đầu tư đổ vào ồ ạt, các hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bùng nổ, các nền kinh tế mới nổi đã tăng gấp đôi tỷ trọng của họ trong tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu chỉ trong hơn một thập kỷ. Để ghi nhận sự tái xuất nhanh chóng của các quốc gia không thuộc phương Tây, các chuyên gia ở phố Wall như Jim O'Neill của Ngân hàng Đầu tư Đa Quốc gia Goldman Sachs đã đề cập đến các quốc gia BRICS, cụ thể là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. Theo Asia, rõ ràng, đối ngược với khối G7 do Mỹ dẫn đầu là BRICS, với sự dẫn dắt của Trung Quốc và Nga, Bắc Kinh đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với BRICS. Trong đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết sẽ đầu tư vào hợp tác Nam-Nam, tức hình thức hợp tác thúc đẩy phát triển hiệu quả thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ giữa các nước đang phát triển. Ngoài ra, ông Tập cũng kêu gọi các cường quốc mới nổi ủng hộ nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, phản đối các hành vi bá chủ, bắt nạt và chia rẽ. Bắc Kinh cũng ẩn ý chỉ trích các cường quốc phương Tây đang nỗ lực mở rộng liên minh quân sự để tìm kiếm quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối, gây ra sự đối đầu căng thẳng dựa trên sức mạnh của khối liên minh, ép buộc các nước khác phải chọn phe, theo đuổi sự thống trị đơn phương, bỏ qua các quyền lợi của nước khác. Trong một tuyên bố chung dài hơn 7.300 từ, các cường quốc BRICS đã kêu gọi các bên thiết lập trật tự toàn cầu mới, phản ánh lợi ích của các quốc gia mới nổi. Theo Asia Times, Trung Quốc dường như muốn nắm bắt cơ hội xây dựng BRICS thành bàn đạp cho chương trình nghị sự toàn cầu của mình, thách thức sự thống trị của Mỹ. Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS gần đây nhất, Trung Quốc đã cố gắng mở rộng nhóm bằng cách mời 13 quốc gia đang phát triển hàng đầu khác, bao gồm Algeria, Argentina, Ai Cập, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Senegal, Malaysia và Thái Lan. Như Ni Li Xiong, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, đã nói Trung Quốc đã cố gắng củng cố và mở rộng BRICS để giúp Nga đối trọng với phương Tây và xoa dịu những tổn thất từ áp lực quốc tế. Tại diễn đàn kinh doanh BRICS, ông Tập đã cáo buộc phương Tây chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa nền kinh tế thế giới bằng cách sử dụng vị trí thống trị trong hệ thống tài chính toàn cầu để áp đặt các biện pháp trừng phạt, làm tổn thương nước khác và chính mình, khiến nhiều người đau khổ. Trong đối thoại cấp cao về phát triển toàn cầu, nhà lãnh đạo Trung Quốc hứa sẽ nâng cấp Quỹ hỗ trợ hợp tác Nam-Nam thành Quỹ hợp tác Nam-Nam và phát triển toàn cầu bằng cách mở rộng ngân sách của các sáng kiến lên 4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, trong khi đó, đối mặt với hàng loạt các lệnh trừng phạt từ phương Tây do chiến sự Ukraine, Nga dường như cũng xem hội nghị thượng đỉnh BRICS như một cơ hội để đẩy lùi phương Tây, hoan nghênh sự gia nhập của các cường quốc cùng chí hướng như Iran.
Chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng các cường quốc mới nổi hàng đầu như Argentina và Iran cũng quan tâm đến việc tham gia nhóm. Bà Zakharova đã nêu thông điệp trên Telegram rằng Nhà Trắng đang tìm cách kìm kẹp Argentina và Iran thì hai nước này đã nộp đơn tham gia BRICS. Tuy nhiên, Ấn Độ lại chống trả quyết liệt việc Trung Nga biến nhóm này thành một khối chống phương Tây. Đáng lưu ý là nhận thấy nỗ lực gắn kết với các nền kinh tế khác của Trung Quốc, G7 đã quyết định hợp tác với các cường quốc mới nổi để thành lập nhóm G20, bao gồm cả các quốc gia BRICS cùng Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Argentina. Có thể thấy thế giới đang đối mặt với sự trỗi dậy của hai khối đối đầu. Đây là điều đáng quan ngại. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, Asia Times bình luận, khi xem xét kỹ lưỡng hơn, có thể thấy rằng nhóm G7 dường như đã có phần lạc hậu hoặc không còn quá mạnh mẽ như trước đây. Trong khi đó, BRICS cũng chưa thể được xem là một khối quyền lực thống nhất và chặt chẽ. Dường như sức nóng cạnh tranh vẫn đang ở mức có thể kiểm soát. Tại sao lại như vậy? G7 vốn đã mất nhiều ảnh hưởng trên toàn cầu trong những thập kỷ gần đây. Ngoài ra, dựa trên tình hình thực tế hiện nay, các quốc gia châu Âu cũng đang bị chia rẽ lớn về việc có sẵn sàng cùng với gã khổng lồ Mỹ chống lại một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ hay không. Ngoài ra, một số chuyên gia đánh giá sáng kiến cơ sở hạ tầng trị giá 600 tỷ đô la Mỹ mà G7 vừa công bố nhạt nhòa hơn sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc có thể không tạo ra nhiều tác động đáng kể. Mặt khác, Asia Times chỉ ra vẫn tồn tại một số cường quốc mới nổi như Ấn Độ, luôn kiên định với lập trường trung dung, đặt mục tiêu nâng cao tiếng nói của mình trong hệ thống quốc tế hiện có hơn là chọn phe. Theo một báo cáo của Bloomberg, trước hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh, các quan chức Ấn Độ hứa sẽ đảm bảo rằng bất kỳ tuyên bố chung nào từ hội nghị thượng đỉnh đều là trung lập. New Delhi ra sức ngăn Bắc Kinh và Moscow sử dụng hội nghị thượng đỉnh để đưa ra thông điệp chống lại Mỹ và các đồng minh của họ. Kết quả là tuyên bố chung của BRICS không đề cập đến những vấn đề quá nóng liên quan đến việc đối phó với phương Tây. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc Trung Ấn vốn có tranh chấp lãnh thổ từ lâu. Trong khi đó, các cường quốc mới nổi khác như Brazil và Nam Phi vốn đang phải đối mặt với những rắc rối kinh tế lớn, do đó những quốc gia này có thể sẽ không quan tâm và cũng không có đủ tiềm lực để đối đầu với Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, một điểm bất lợi cho các tính toán của Nga, Trung là cả Ấn Độ và Nam Phi, hai quốc gia của khối BRICS đều háo hức với việc tham gia vào các nhóm mở rộng như G7 Plus hay còn gọi là G11, bao gồm Hàn Quốc và Úc. Chi Yin Hong, một học giả tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh lập luận, sự chia rẽ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vì căng thẳng biên giới đã khiến BRICS chỉ đưa ra thông điệp, chứ chưa hình thành được giải pháp cho những vấn đề căn cơ ở thời đại mới. Thưa quý vị, ở trên là những dấu hiệu cho thấy thế giới đang chứng kiến sự hình thành của hai khối có thể đối trọng nhau, tạo ra cục diện chiến tranh lạnh mới, một bên là Mỹ và đồng minh, một bên là Nga, Trung và các đối tác. Liệu những diễn biến trên có đáng quan ngại hay không? Theo quý vị, khối nào sẽ giành được ưu thế trong thời gian tới? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ là câu chuyện trên chiến trường rực lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, theo hãng tin TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3 tháng 7 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc kiểm soát toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa tự xưng Luhansk, LPR. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngày 3 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng quân đội Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin về việc giải phóng Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Bộ cho biết thêm, lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Lysychansk và một số khu định cư gần đó, lớn nhất là Belogorovka, Novodruhansk, Maloryazantsevo và Belaya Gora. Tổng diện tích lãnh thổ LPR được giải phóng trong 24 giờ qua đã tăng thêm 182 km, theo Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Bên cạnh đó, hãng tin TASS trích lời phát ngôn viên Điện Kremlin hôm 3 tháng 7 cho rằng phương Tây tiếp tục đặt cược vào chiến tranh với việc Washington không cho phép Kiev nghĩ hoặc nói về hòa bình. Bây giờ là thời điểm mà các nước phương Tây đang đặt cược vào việc tiếp diễn của chiến tranh. Dưới sự dẫn dắt của Washington, phương Tây không để người Ukraine nghĩ hoặc nói về hòa bình, ông Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1. Dẫu vậy, ông tin rằng sớm muộn gì các cuộc đàm phán cũng sẽ được nối lại. Khi đó, theo vị quan chức, Kiev sẽ một lần nữa phải hiểu rõ các điều kiện của Moscow. Đồng ý với các điều kiện, ngồi xuống bàn và thông qua các thỏa thuận đã được thống nhất ở nhiều khía cạnh, ông Peskov kết luận. Giữa lúc chiến địa vẫn khốc liệt,
Washington tin rằng còn quá sớm để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev vì không bên nào sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy. Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với Fox News hôm 3 tháng 7 khi được hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có nên thúc đẩy Nga và Ukraine tiến tới hòa đàm hay không. Ông Kirby cho biết, thay vào đó, đã đến lúc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Mục tiêu của Washington là đảm bảo Kiev là bên xác định chiến thắng được định đoạt thế nào, theo đài Nga RT. Chúng tôi không muốn thấy Ukraine bị Nga đánh bại, và đó là lý do chúng tôi tiếp tục gấp rút gửi hỗ trợ nước này. Vị quan chức cấp cao nói thêm, ông cho biết Mỹ đã phân bổ 7 tỷ đô la Mỹ viện trợ và hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu. Nói về cuộc đàm phán khả thi trong tương lai, ông Kirby cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ nói đây không phải là thời điểm cho những cuộc đàm phán đó. Ông nói thêm, Tổng thống Putin cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông quan tâm đến các cuộc thảo luận này. Đầu tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc nếu quân đội Ukraine hạ vũ khí và đáp ứng các yêu cầu của Moscow. Nga trước đó còn cáo buộc Ukraine làm đình trệ các cuộc hòa đàm, trong khi phía Ukraine nhấn mạnh sẽ chỉ quay trở lại bàn đàm phán khi họ có vị thế mạnh mẽ hơn. Theo thành viên của đoàn đàm phán Ukraine David Arakamia, thời điểm như vậy có thể đến vào cuối tháng 8. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay đã kết thúc vào hôm 30 tháng 6 ở Madrid, Tây Ban Nha. Nhưng khối liên minh quân sự này ngày càng nhận được nhiều lời chỉ trích là gây mất ổn định an ninh thế giới. Và ngày trước hội nghị thượng đỉnh, hàng nghìn người dân Tây Ban Nha đã tập trung ở trung tâm thành phố Madrid để tham gia vào cuộc biểu tình chống NATO. Người dân Tây Ban Nha đã xuống đường để phản đối hội nghị thượng đỉnh của NATO năm nay. Theo lời của họ, NATO chỉ đang kích động các cuộc chiến tranh, làm giàu cho chính mình và đem lại phiền hà và rắc rối cho người dân. Một số người biểu tình đã chia sẻ lý do họ phản đối mạnh mẽ khối này. Theo ông Miguel Urban, thành viên của Nghị viện châu Âu và đồng sáng lập của Đảng cánh tả Tây Ban Nha, Podemos cho biết, chúng tôi có rất nhiều lý do để chống lại NATO. Chúng tôi nói không với chủ nghĩa đế quốc. Nó chỉ tìm kiếm sự bất hạnh và chiến tranh cho người dân mà thôi. Và chúng tôi cũng nhìn thấy được rằng tất cả những gì NATO làm là chỉ xoay quanh chiến tranh. Nhiệm vụ của họ không phải là để bảo vệ mà là duy trì chủ nghĩa đế quốc. Vào năm 2014, NATO đã đồng ý tại hội nghị Glasgow rằng sẽ tăng 2% GDP trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Urban cho hay, việc tăng chi tiêu về quân sự không có ý nghĩa tích cực mà chỉ mang lại rủi ro thương vong. Ông cũng khẳng định, số tiền được dành để bổ sung chi tiêu quân sự có lẽ sẽ được lấy từ tiền chăm sóc y tế, tiền lương hưu và tiền giáo dục. Theo ông Jose Luis Carretero, giáo sư tại một trường cao đẳng nghề ở Madrid, cơ cấu quân sự của chúng ta cũng bị NATO xâm chiếm. Nói cách khác, hiện tại châu Âu không có quyền tự chủ về quốc phòng, mà dựa trên hệ thống sắp xếp riêng của NATO, cả trong việc huấn luyện quân sự và sự công nhận các thiết bị quốc phòng. Tình trạng lệ thuộc này đã đưa ta vào một cuộc chiến, đó là chiến tranh ở Ukraine. Và hơn hết, điều này đã gây ra những hậu quả về kinh tế và năng lượng. Giáo sư Carretero cho biết sự lệ thuộc vào NATO sẽ khiến châu Âu cuốn vào các cuộc chiến tranh không cần thiết và do đó sẽ làm hại nền kinh tế của các nước này. Những người biểu tình cho biết rằng các chương trình quân sự của NATO chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm người, nhưng cái giá phải trả là nhiều sinh mạng vô tội và hủy diệt xã hội. Thưa quý vị, những sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện thế giới của chúng ta hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên chia sẻ quan điểm của quý vị về câu chuyện ngày hôm nay. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện thế giới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!